Vào lúc 15 giờ chiều nay, thì tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã vừa điều chỉnh tăng giá xăng thêm 280 đồng một lít. Đây đã là lần tăng giá thứ hai chỉ trong vòng một tháng. Như vậy là từ 15 giờ chiều nay, khi mua mỗi một lít xăng RON 92 thì chúng ta phải trả là 20.710 đồng một lít, thay vì mức là 20.430 đồng một lít như trước đây. Giá dầu thì đang theo xu hướng ngược với giá xăng khi mà giảm thêm ít nhất là 275 đồng một lít. Hiện giá dầu diesel là 16.070 đồng một lít, giá dầu hỏa đang là 15.090 đồng một lít và dầu mazut là 13.100 đồng một kg. Theo tập đoàn Petrolimex thì việc điều chỉnh giá lần này xuất phát từ thực tiễn giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng. Còn Liên Bộ Tài chính Công Thương cho biết là trong vòng 15 ngày tới thì giá xăng dầu thành phẩm vẫn ở mức cao và để người dân không phải mua xăng với giá quá cao thì Liên Bộ đã tăng mức chi quỹ bình ổn đối với xăng.